Chào bác. Cháu là... Cháu là Hứa Văn Cường. Lần trước cháu ngủ ở đây một đêm đó mà. Bác quên sao? Cháu Cường đó hả? Cháu đến thật đúng lúc. Nè thằng Lực đó, bữa nay bị người ta chém trúng tay, bác lấy thuốc xích cho nó cũng không chịu. Bác à, để cháu khuyên anh à. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Tại sao lại như vậy? Tụi nó muốn giết em luôn à? Thằng kia mày với tao có phải là Kha Bính không? Phải. Em đâu có biết nó muốn giết anh đâu. Bây giờ đừng có giải thích. Mày chảy máu quá nhiều, không giao nhà thương sẽ bỏ mạng nữa. Bác sĩ đã vô máu cho mày rồi. Má em có biết em vô nhà thương không hả? Tao nói cho bà biết rồi, tao mua căn nhà mới cho bác và mày vào ở chung. Em lấy dao chém anh, tại sao anh còn cứu em? Tại vì tao muốn mày hợp tác với tao. Hợp tác? Mày có biết bây giờ tao với mày cũng nguy hiểm lắm. Tại vì thằng Bính nó muốn giết tao và giết cả mày. Giờ tụi mình cùng một số phận, hay là tụi mình cùng nhau đối phó nó? Anh muốn đối phó nó bằng cách nào? Muốn cái địch không giết được mình, mình phải giết nó trước. Nếu mà chị hợp tác với tao, tao sẽ hứa trả theo giá cả của thằng Bính đã hứa với mày. Chắc nó đã hứa sẽ dẫn mày theo đi làm ăn gì. Sao anh biết? Tại vì chính miệng mày nói ra, bằng cách nào mày cũng phải rời bỏ xóm láng. Mày thấy sao? Mạng của em do anh cứu sống, anh muốn sao sẽ làm vậy. Anh này là anh Lực, ông này là Lý Văn Kỳ đó mà. Ủa sao anh biết tôi? Có người muốn nhờ tôi giết ông, đương nhiên phải biết mặt ông trước. Bộ thằng Bính đã nhờ anh giết tôi và thằng Cường hả? Ông đến hỏi nó coi, luôn tiện nói cho nó biết, tôi sẽ tìm nó thanh toán. Nó thật muốn giết anh để diệt khẩu sao? Ông có mắc coi cái gì? Thằng Cường, gọi hết tất cả anh em lên gặp tao. Kêu tụi nó lẳng theo vũ khí lên họp. Một lát nữa thằng Bính và anh em của nó tới, nhớ lục hết vũ khí của tụi nó trước. Còn nữa, trong tay áo bên trái của thằng Bính có lần một con dao phóng, nhất định phải lục lại trước. Anh Cường, bên kia kìa. Anh Bính, ông chủ có dặn ai có phần vào hộp cũng phải bỏ hết vũ khí ở ngoài. Làm phiền mấy anh cho tôi xét mình coi. Anh Bính, xin lỗi hả? Ta dùng để phòng thân thôi.
Anh Vinh, cảm ơn nhiều. Anh Cường. Mời. Hôm nay tao gọi tụi bay lên mục đích là để giải quyết chuyện đã xảy ra ngày hôm kia. Thằng Cường trước cửa Baramau bị một người giết lén. Vậy sao? Bây giờ tao nghe được cái tin này. Người đến giết lén là người trong phe của mình. Và người này muốn giết luôn cả tao nữa. Tội gán gì hả? Nếu tao điều tra ra người này là người trong phe mình, tụi mày nói phải làm cách nào? Ông Vũ, theo luật của phe tụi mình, kẻ phản bội sẽ chết. Thằng Bình, tao muốn hỏi mày mấy câu. Không cần hỏi nữa. Người muốn giết mày là tao đây. Hả? Anh Bình sao? Nếu mày chịu nhận thì tốt lắm. Mà biết tao không bao giờ dùng thứ cho đàn em tao làm như vậy. Tao biết. Nhưng mà chẳng lẽ tao khoanh tay chờ chết hay sao? Mở lên lại. Bây giờ ông chủ đã chết, anh Bính cũng chết luôn. Tụi mình vốn là chung một phe, tội gì phải giết lẫn nhau. Anh Cường, bây giờ ông chủ đã chết rồi, chúng ta phải làm sao đây? Đương nhiên là do anh Cường ngồi ghế ông. Mỗi lần ngoài ông chủ ra toàn do anh Cường nắm hết mà. Cái anh nói có phải không? Đúng rồi, phải không? Đúng rồi, đúng rồi anh Cường. Chỉ có anh mới đủ khả năng ngồi mà. Ngoài anh ra đâu còn ai nữa. Nếu anh không ngồi thì tụi tôi đều phải tan rã hết. Tôi nói có đúng không? Đúng đó. Đúng đó. Đúng rồi anh Cường. Đúng rồi anh Cường. Đúng rồi anh Cường. Chúc mừng anh đã nhận chức hội đồng trưởng của Rạp Mỹ Hoa. Cảm ơn. Thật không ngờ kế hoạch của anh là giết luôn Lý Văn Kiệt. Em cảm thấy anh hèn hạ lắm à? Vậy phải coi đối thủ lại mới được. $200 này là anh mượn của em may bộ đồ vest. Anh biết em thích cái áo khoác ở công ty Tiên Thị. Anh đã đặt tặng em. Ngày mai sẽ có người đưa tới. Diễm Dân, em giúp anh rất nhiều. Coi như là anh tạ lòng em. Anh vẫn còn thích tính kỹ càng với em như vậy hả anh Cường hả? Mặc dù chúng ta là bạn thân, nhưng bạn thân tiền bạc phải tính cho phần mình. Nếu sau này anh có mượn nữa, em sẽ không từ chối mà. Cảm ơn. Ngày mai anh sẽ dọn ra ngoài. Anh dọn đi đâu? Anh kiếm được căn nhà. Ngày mai anh qua trước thằng Lực, về ở chung với anh. Ừ. Anh có biết giờ em đang nghĩ gì không? Khi em gặp lại anh ở Thượng Hải, em cảm thấy anh thay đổi rất nhiều. Anh không còn là Hứa Văn Cường của ngày xưa nữa. Cứ mở miệng ra là đấu tranh cứu dân cứu nước.
Im vậy? Anh đã nói với em, anh chán nản những chuyện quá khứ. Em không ngờ lại gặp anh ở Thượng Hải này. Anh cũng không ngờ anh phải đến Thượng Hải. Anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng còn một chuyện anh vẫn chưa thay đổi được. Anh vẫn còn tính với em rất là kỹ càng. Điểm gì? Anh và em có tư tưởng khác nhau. Cô Thái đâu rồi? Em muốn hỏi, trước khi em đến Thượng Hải, em đã gặp cô Thái Hiểu Đông đó mà. Đoàn kết là lực lượng. Đoàn kết là lực lượng. Công nông binh liên hiệp muôn Nam. Công nông binh liên hiệp muôn Nam. Không bị quân Việt lợi dụng. Không bị quân Việt lợi dụng. Thề chết để trả thù cho các liệt sĩ tử nạn. Thề chết để trả thù cho các liệt sĩ tử nạn. Ngoài trong xâm lăng. Ngoài trong xâm lăng. Nội giết giặc nước. Nội giết giặc nước. Đẹp quá à. Anh Cường à, có phải anh dẫn em ra làm ăn không ạ? Chúng mình đã nói từ lâu rồi mà, nhưng em đâu có biết cái gì. Lực à, mày lanh lẹ muốn học mau thôi. Sau này chúng mình hợp tác làm ăn, lời được tiền thì chia nhau xài. Đúng rồi anh Cường. Tại sao anh chịu năn nở em vậy? Mày đừng quên rằng ngày đầu tiên tôi tới Thượng Hải, mày đã giúp tao chứ? Em chỉ giúp anh bấy nhiêu thôi. Thì tao giúp mày bấy nhiêu thôi. Nếu mày không làm phụ tao, trước sau tao cũng sẽ kiếm người bạn làm phụ. Lực à, tụi mình chắc chắn sẽ làm ăn lớn như Phùng Kính Diệu vậy. Đúng vậy anh Cường. Trước khi anh tới Thượng Hải, anh làm nghề gì vậy? Tao, những gì tao đã làm lúc trước thật không có ý nghĩa. Hơn nữa, những gì đã bỏ ra thật quá lớn lao. Lực à, mày không hiểu đâu. Thôi đừng nhắc nữa hả. Kể từ ngày nay, tụi mình sẽ bắt đầu từ đây. Lần trước tôi đích thân lên thăm ông Bia, nói với ông về chuyện môn bài. Ông chỉ trả lời là sắp được rồi. Ông cứ kéo dài tới bây giờ vẫn chưa thấy tin gì. Vậy hai bữa trước tôi lại đi với con gái thứ tư là Cung Lệ đến thăm ông. Vậy
Vậy ông chỉ lo nhảy đầm với cung lệ của tôi. Hãy nói tôi chuyện môn bại. Ông làm lờ như không nghe tôi nói. Vậy... vậy... Cảm uống ly rượu hãy nói tiếp. Ông Phùng ạ, ông nhờ ông giúp tôi mới được. Nếu không thằng Tây nó không cấp môn bài cho tôi, nhà hàng tôi không làm ăn được. Cứ kéo dài như vậy, tôi sợ về mặt tiền bạc của tôi cũng khó mà xoay sở. Vậy anh về trước đi, ít bữa nữa ông Pierre sẽ tới kiếm anh. Vậy cảm ơn ông Phục. Tôi xin chào. Chuyện gì đó Quảng? Dạ, địa bàn của Lý Văn Kỳ bị tên gọi là Hứa Văn Cường nắm hết. Hứa Văn Cường là ai? Nghe nói nó từ Bắc Kinh tới. Chỗ Lý Văn Kỳ mà ăn sâu nó bao nhiêu? Hồi nào tới bây giờ mày cũng thâu nó 10%. Vậy mày nói với thằng Hứa Văn Cường cứ sâu thêm 10% đi. Sẵn dịp mày phone cho ông Pierre luôn. Dạ. Hai tấm ảnh này gửi ra hết. Dạ. Mang cửa sổ này dùng màu vàng lộ tốt nhất bán trên công ty Quỳ La. Dạ. Bằng bureau này thay cái khác. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Phải dùng của thật tốt. Dạ được. Lực à? Dạ anh Cường. Mày cầm mà bureau không? Em đâu biết chữ. Lấy cái bằng làm gì? Khi đánh là vậy chứ. Còn nhiều cái mày phải học. Xin hỏi ông nào là Hứa Văn Cường? Tôi đây. À anh Cường, ông Phùng Kính Diệu sao đến đây? Mời qua bên kia ngồi. À. Cảm ơn. Không biết ông đến có việc gì? À, chuyện như thế này. Lúc trước ông Lý làm ăn ở đây, lấy 10% trong số tiền thu của ổng sau cho ông Phùng chúng tôi. Vậy bây giờ tôi đến cho anh biết, vậy sau này anh làm như cũ, trao y số tiền này cho ông Phùng. Xin lỗi. Nhờ ông về nói với ông Phùng biết hả? Tôi đã hứa với các anh em tôi sau 5% cho chúng. Cho nên tôi chỉ có thể đưa 5% cho ông Phùng thôi. Anh Cường, anh có biết ông Phùng là ai chưa? Đương nhiên tôi biết. Ông Phùng ở đất Cai Pháp, ngang hàng với mấy thằng Tây đó mà. Vậy sao anh lại trả giá với ông? Tôi đã quyết định rồi. Nhờ ông về nói giùm hả? Anh Cường. Uầy, đặt vô đi bà con, đặt vô lấy cái ra, từ từ đặt nhiều cũng nhiều, đặt ít. Trời ơi, coi công tiến đâu mày mà. Giá nào cũng tài hả? Giá này tài đặt xẻo. Rồi dứt này đặt xẻo. Xẻo. Mau đi. Tới lượng 12 nút tài, lại là tài nữa bà con à. Nhanh lên, đặt đi. Trời ơi, lại là tài nữa. Kỳ quá vậy. Trời ơi, tao không tin. Tao hết chơi. Xéo. Lộ lên, mau lên. Ông ơi, bị gián tài rồi đó. Mua xéo đi mà. Đánh vô mặt này là hết sảy à. Ba thêm cái 6-12 nút tài nữa anh tài à. Sao kỳ cũng quá vậy à. Tài nữa. Đặt đi. Không tin. Nhất định không tin. Xéo. Xéo. Tất cả mua xéo đi. Xéo đi. Xéo đi mà. Xéo. Xéo. Hai con cháu tới cái 46 luôn. Tài nữa. Trời đất quỷ thần ơi. Rồi là xéo nữa. Thôi. Còn có 2 đồng. Mua lại cho rồi. Xéo. Mở lên. Xéo, thêm mà xéo đó. Đừng đừng, nó xéo, mở lên. Xéo mà. Đừng nó xéo mà. Xéo ra. Mở lên. Xéo. 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 Ngủ lục 15 lúc tài nữa anh bạn. Tài.
quá vậy hả? Cứ đặt đi, đặt đi bà con ơi, đặt thêm đi nhiều rồi kìa. Đứng đi mà. Ơi, tấn tấn, mua đi, mua đi, mua đi. Xéo. Ông tao 14 điểm tài, lại là tài nữa hồ. Mấy cái này tặng cho anh. Đặt gì? Không có gì đâu, từ từ mà đặt. Để anh gỡ lại vô. Cho tôi hả? Vậy ông sao? Ông vừa ăn mà. Cờ bạc mà, chơi cho vui thôi. Con mà, có gì đâu. Anh lấy cái này chơi đi. Nhau mà, chơi đi. Đặt tên đi, đặt đi, đặt nhiều nhiều thôi. Cho tôi thật sao? Không có sao đâu. Cảm ơn nha. Đặt đi bà con à. Xéo, xéo. Tao mua xéo nữa. Xéo, xéo. Ông xéo. Đặt đi lên nào. Xéo, đi. Anh là anh Cường hả? Không phải, tôi là Đinh Lực, mua gì cho anh Cường thôi. Anh Cường có ở đây không? Anh vừa đi khỏi. Ông chiếm ảnh có việc gì hả? Tôi tới thăm hai anh chơi. Hay là thế này, tối mai ở nhà tôi có mở cái bar anh, mời hai anh đến chơi. Chừng đó chúng ta mới bàn sao. Chào anh. Ông Phong à, chuyện gì đó anh? Xong chưa, lấy tay ra anh chưa? Không, không có gì. Hẹn gặp hả? Anh em mình mà, cứ đặt đi. Đây, 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 đột tam. Lực à, mày hẹn ông Phong mấy giờ vậy hả? Chưa hẹn giờ, chỉ hẹn đêm nay thôi. Làm gì đó, chưa gặp ông nó run tới cầm rồi à, hả? Em mặc đồ vest con chị lắm hả? Cậu râu đẹp trai ghê đó chứ. Em giống không? Anh Cường à, em mang đôi giày nào có hay hơn? Màu đen đi. Em thấy màu nâu hay hơn. Mình thích màu nâu thì màu nâu. Anh Cường à, em chưa từng dự ban lớn thế này. Em nếu có gì sai nhớ nhắc nhở em nha. Được rồi. Đi à. Anh Cường à, anh nói rất đúng. Màu đen coi hay hơn. Anh chờ em lát nha.
lắm ngồi chung với hai thằng Tây toàn là mấy ông già của Thượng Hải đó. Trong đó có một ông là hội đồng trưởng của công ty tiền gì. À, sao anh biết ổng? Tôi từng mua đồ chú ổng đó mà. Ờ. Anh Cường. À. Để tôi qua giới thiệu cho. Không anh giỏi chứ. Tôi xin giới thiệu. Vị này là giám đốc của Đại Sơn Ngân Hàng. Ông Sầm. Anh Sầm chào ông. Ông này là thương cổ của dưới địa ốc. Ông Thẩm. Ông Thẩm chào ông. Ông này là y sĩ chủ nhiệm. Ông Phương. Chào ông Phương. À anh Cường, dạo này có đầu tư về địa ốc không? À, tôi thì thích chơi cổ phiếu nhiều hơn. Ồ, té ra anh Cường cũng có nghiên cứu về cổ phiếu à? À đúng rồi anh Cường, dạo này anh thấy giá ngoài thị trường tăng hay là hạ? À, mặc dù có tin đồn quân Bắc Việt sắp đánh tới, nhưng tôi nghĩ mấy người Pháp ở đây sẽ dàn xếp được vụ này thôi. Tôi nghĩ giá thị trường sẽ tăng lên. Ý của anh Cường thật có sáng kiến lắm đó. Ồ, té ra ông ở đây à? À, để tôi giới thiệu. Đây là bà xã tôi, anh này là anh Cường. À, anh Cường. À, đúng rồi anh Cường. Cái tuần ngày đêm nhung nhớ anh có mua vé chưa? Ờ, không biết chừng nào mới chiếu. Ồ, tuần tới chiếu ở rạp Trăm Sao đó mà. Ồ, vậy hả? Đúng rồi, tôi và ông chủ rạp Trăm Sao quen lắm đó. Cho nên ông để tôi ưu tiên đặt một số vé. Nếu anh thích, tôi để lại cho anh hai tấm đó. Ồ, được. À, anh Cường, tính bà xã tôi khác với họ. Bà để lại vé à, không bao giờ chị lấy tiền à. Nè. Cảm ơn. Không có chi. À, bà Sam à, tôi mời bà ra nhảy hả? Dạ được. Nè. Các vị xin lỗi nha. À, tự nhiên. Ê. Dạ có Phùng Kính Nhiễu. Dạ trong có nói.
Ông Phùng, tôi có chuyện với bà mấy ông. À, thì ra là đội trưởng Trần của đội áo xanh. Mời. Đội áo xanh. Đây là nhà của tôi. Tôi cấm không cho ai vào đây bắt người. Vậy tôi sẽ chờ ông ở ngoài. Ông đã bị thương, không chịu được bao lâu đâu. Đội trưởng Trần, tuy rằng anh là đội trưởng của đội áo xanh, nhưng tôi muốn nhắc anh đây là đất cai trị của Pháp. Dưới quyền quản trị của Pháp, anh không có quyền bắt người. Ông Phùng, ông nói rất đúng. Nhưng ông cũng đừng quên, đội áo xanh có cái tên khác là đội du côn. Ở những chỗ ta không thể bắt người trực tiếp thì sẽ dùng thủ đoạn của bọn du côn để giải quyết vấn đề. Thật không ngờ có kẻ lại tự xưng là du côn. Ông càng không ngờ có người không nể mà ông nữa. Ông muốn gọi điện thoại cho thượng cấp tôi hả? Ông không giúp ông đâu. Vì người này tôi đang truy nã là kẻ bán nước. Trước khi ăn chưa đủ bằng chứng, anh không được xỉ nhục người bạn của tôi. Ông Phùng, ông nghĩ cho kỹ đi. Tôi chờ ở ngoài cổng. Ông nên nhớ, máu của một con người không chảy được bao lâu đâu. Mau mời bác sĩ Phương vào đây. Dạ. Phải giải phẫu liền cho ổng và lấy đầu đạn ra mới được. Nếu không như vậy sẽ nguy hại tới sinh mạng của ổng. Giải phẫu ở đây có được không? Không được. Dụng cụ ở đây không đầy đủ. Hơn nữa tôi không phải là bác sĩ ngoại khoa. Ông Phùng, ông bị kẹt cái gì mà không dám đưa ông vào bệnh viện cấp cứu? Tôi sẽ tìm cách khác. Ông săn sóc cho ông ở đây. Ông chủ, tại sao mình không tìm cách để giải quyết nó hả? Mặc dù đây là đất cai trị của Pháp, nhưng tôi không muốn chống chọi công khai với đội áo xanh kia. Nếu ông thấy không tiện, để tụi này giúp giùm ông à. Nếu được hai vị ra tay giúp tôi thì tôi rất là yên lòng. Nếu như vậy thì không nên chần chờ nữa. Tôi phải làm liền. Anh Cường, anh làm việc rất là gọn gàng. Anh Cường à, để mình em làm được rồi, anh tiếp tục nhảy đầm đi. Anh tin em à? Cẩn thận nha. Để em gọi các anh em khác tới ạ.